Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Tại sao Kia Cerato giá rẻ lại có thể ăn đứt Toyota Vios? Chevrolet Trailblazer, sự lựa chọn hợp lý thay thế cho Toyota Fortuner. Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức thú vị khác, mời các bạn xem đến cuối video. Tại sao Kia Cerato giá rẻ lại có thể ăn đứt Toyota Vios? Cao hơn một phân khúc, trang bị hiện đại hơn, trong khi giá lại thấp hơn tới 14 triệu đồng, Kia Cerato đang tạo sức ép lên mẫu xe đàn em Toyota Vios. Kia Cerato SMT được mở bán trong tháng 5 với giá 499 triệu đồng, tương đương Hyundai Accent MT và thấp hơn Toyota Vios MT, cùng với việc khai tử Kia Rio khỏi danh mục sản phẩm. Taco đang dùng chính xe hạng C để cạnh tranh với mẫu xe hạng B đến từ các thương hiệu khác với mức giá rất hấp dẫn. Liệu với mức giá thấp hơn mẫu xe dưới một phân khúc, Kia Cerato có bị cắt giảm tối đa và thua thiệt về trang bị so với Toyota Vios? Câu trả lời là không, thậm chí Cerato SMT còn có nhiều tính năng và công nghệ hiện đại hơn Vios MT mặc dù giá thấp hơn tới 14 triệu đồng. Do là hơn một phân khúc, kích thước Kia Cerato lớn hơn hẳn Toyota Vios, các thông số chiều dài rộng cao là 4560, 1760 và 1445mm, kích thước Vios là 4410, 1700 và 1476mm. Như vậy, Vios hẹp hơn và ngắn hơn khoảng 5-6cm, nhưng trần thì lại cao hơn chút đỉnh. Hệ thống đèn chiếu sáng halogen gồm projector cho cốt và chóa phản xạ cho pha, Vios E dùng chung một chóa phản xạ và đèn halogen, Cerato còn có đèn định vị ban ngày LED. Đèn chiếu sáng có cảm biến tự động bật tắt theo điều kiện môi trường bên ngoài. Mặc dù đây chỉ là phiên bản cắt giảm tối đa, Kia vẫn giữ đèn hậu LED trên Cerato SMT, Vios chỉ dùng đèn sợi đốt thông thường. Có đèn xi nhan LED tích hợp trên gương chiếu hậu. Vành xe của Kia Cerato loại 5 chấu kép, kích thước 17 inch, Vios dùng vành 15 inch. Theo cảm nhận thực tế, vành nhỏ thì giúp xe chạy êm hơn, nhưng vành lớn thường đắt tiền hơn, nhưng lại trông đẹp mắt hơn. Chiều dài cơ sở của Cerato nhỉnh hơn Vios 15cm, là 2700mm so với 2550mm. Do đó, trên lý thuyết, không gian cabin Cerato rộng rãi hơn, trải nghiệm thực tế cho thấy, hàng ghế sau của Cerato thoải mái hơn hẳn Vios, về bề ngang, còn khoảng để chân không chênh lệch nhiều lắm. Chân xe Cerato thấp hơn do thiết kế mui vát về phía sau. Người ngồi hàng ghế sau có hai cửa gió điều hòa điều chỉnh được, Vios thì không có tính năng này. Tuy là phiên bản số sàn, nhưng Kia Cerato SMT được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control với nút bấm điều khiển tích hợp trên vô lăng. Cruise Control thường chỉ xuất hiện trên xe số tự động. Đồng hồ có thêm màn hình nhỏ, cảnh báo chi tiết nhiều thông số, ví dụ xe sẽ báo từng vị trí cửa chưa được đóng, mẫu xe Vios chỉ có đèn báo chung rằng cửa chưa đóng, không chỉ rõ vị trí nào. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng, một chi tiết rất đáng giá mà Taco đã không cắt đi trên bản số sàn này, Vios E vẫn dùng điều hòa chỉnh cơ. Kính lái hạ xuống tự động một chạm, gương chiếu hậu chỉnh và gập bằng điện. Hộp số 6 cấp cho khả năng kiểm soát vòng tua tốt hơn so với loại 5 cấp của Vios, động cơ 1.6. Trên Cerato cũng khỏe hơn tới 128 mã lực, Vios có công suất 107 mã lực. Cerato cho phản hồi chân côn và độ êm ái của động cơ rất tốt so với Vios. Xét về trang bị, Kia Cerato hơn hẳn Toyota Vios, trải nghiệm nhanh với chiếc Cerato số sàn cũng cho cảm giác êm ái hơn so với mẫu sedan hạng B của Toyota. Mẫu xe Vios sẽ mạnh về thương hiệu và luôn dẫn đầu doanh số trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, Kia Cerato cũng là mẫu xe bán chạy top phân khúc xe hạng C. Với dáng vẻ trẻ trung, kích thước lớn hơn, cùng với những trang bị hiện đại hơn, mà giá lại rẻ hơn tới 14 triệu đồng, chắc chắn Kia Cerato sẽ chiếm được một phần thị phần của Toyota Vios trong thời gian tới. Chevrolet Trailblazer, sự lựa chọn hợp lý thay thế cho Toyota Fortuner. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, kẻ tiên phong SUV Chevrolet Trailblazer hiện đã có mặt tại các đại lý và sẵn sàng tới tay khách hàng vào đầu tháng 5 năm 2018 với mức giá bán dao động từ 859 triệu cho đến 1 tỷ 075 triệu đồng.
Trong khi vua doanh số Toyota Fortuner bị vướng mắc do nghị định 116 vẫn chưa thể về được Việt Nam, thì SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer đã vượt qua các rào cản của nghị định 116 và về nước với số lượng khoảng 700 xe. Và một điều rất thú vị, Trailblazer bằng tiếng Anh cũng là kẻ tiên phong. SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer, đối thủ cạnh tranh với Toyota Fortuner, hiện đã có mặt tại một số đại lý ủy quyền của hãng và chỉ chờ ngày chính thức giao tới tay khách hàng. Theo công bố từ nhà phân phối, hiện giá bán của SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer cụ thể như sau: bản 2.8 LTZ AT 4x4 giá 1.075.000.000 đồng, bản 2.5 VGT LT 4x2 giá 898.000.000 đồng và bản cấp thấp 2.5 LT MT 4x2 giá 859.000.000 đồng. Trong khi phiên bản 2.5 VGT LTZ AT 4x4 sẽ tới đại lý vào tháng 6 năm 2018 và giá bán sẽ được công bố sau đó. So với các đối thủ, thiết kế của xe mang đậm phong cách mạnh mẽ của các dòng xe cơ bắp của Mỹ, phần đầu phía trước với lưới tản nhiệt kép đặc trưng, cụm đèn xe tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày, hiện đại trên các bản LTZ. Ở phía sau, phần đuôi của Trailblazer với điểm nhấn là giải đèn hậu LED thể thao, phiên bản LTZ cũng được trang bị thêm thanh trang trí nóc xe, mâm xe 18 inch mạ 2 tông màu. Không gian bên trong của xe với cách bố trí 7 chỗ ngồi mang đến cho hành khách ở hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3 tầm nhìn bao quát hơn. Hai hàng ghế sau cũng có thể được gấp gọn phẳng, giúp mở rộng diện tích tối đa của khoang xe để vận chuyển hành lý, hệ thống điều hòa chỉnh cửa gió riêng cho từng vị trí chỗ ngồi. Nằm bên dưới nắp capo, Chevrolet Trailblazer có 3 lựa chọn động cơ khác nhau, gồm động cơ 2.8, động cơ 2.5 FGT và động cơ 2.5 VGT điều khiển cánh biến thiên. Cụ thể, phiên bản 2.8 LTZ AT 4x4 sử dụng động cơ turbo diesel Duramax 2.8, 4 xi lanh thẳng hàng, mang lại công suất cực đại 197 mã lực và mô men xoắn đạt 500 Nm. Trên bản 2.5 LT MT 4x2, 2.5 FGT là động cơ turbo diesel Duramax 2.5 sản sinh công suất cực đại 161 mã lực và mô men xoắn cực đại 380 Nm. Những tính năng an toàn tiêu chuẩn trên SUV 7 chỗ Trailblazer gồm hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, chống bó cứng phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ xuống dốc HDC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hệ thống kiểm soát áp suất lốp TPMS, hỗ trợ đỗ xe trước và sau với tổng cộng 8 cảm biến. Ngoài ra, xe còn có 2 túi khí trước dành cho người ngồi và hành khách ngồi trên xe. So sánh về giá bán và động cơ giữa Toyota Fortuner với Chevrolet Trailblazer. Toyota Fortuner được phân phối với 3 phiên bản bao gồm 1 phiên bản động cơ dầu 4x2 và 2 phiên bản động cơ xăng với giá bán cho phiên bản cao nhất là 1.308.000.000 đồng. Đối với Trailblazer, Chevrolet đã công bố giá bán chính thức cho phiên bản cao nhất sử dụng động cơ diesel dẫn động 4 bánh là 1.075.000.000 đồng. Chevrolet Trailblazer phiên bản 2.8 LTZ AT 4x4 sử dụng động cơ diesel turbo Duramax 4 xi lanh dung tích 2.8L cho công suất cực đại 197 mã lực tại vòng tua 3.600 vòng phút và mô men xoắn cực đại 500 Nm tại 2.000 vòng phút. Xe sở hữu hệ dẫn động 4 bánh với hộp số tự động 6 cấp. Toyota Fortuner vẫn sử dụng động cơ 4 xi lanh 2.7L dual VVT-i cho công suất 164 mã lực và mô men xoắn cực đại 245 Nm. Xe cũng sở hữu hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 6 cấp, tương đương đối thủ Chevrolet Trailblazer. Về ngoại thất, tổng thể Toyota Fortuner sở hữu kích thước 4795, 1855 và 1835mm, trong khi đó đối với Chevrolet Trailblazer là 4887, 1902 và 1852mm, biến nó trở thành mẫu SUV 7 chỗ hạng trung bình có kích thước lớn nhất nhì trong phân khúc. Phần đầu của Toyota Fortuner được thiết kế hài hòa và thực dụng với hệ thống đèn pha bi LED hiệu suất cao, đèn định vị dạng LED và tính năng tự động bật tắt, đèn sương mù dạng tròn được đặt thấp phía dưới ngay trong hốc hút gió. Về phần Chevrolet, phần đầu của chiếc Trailblazer được lấy cảm hứng từ chiếc bán tải Colorado với lưới tản nhiệt kép đặc trưng, tích hợp hệ thống đèn định vị ban ngày, công nghệ LED. Đối với phiên bản LTZ, điểm yếu của Trailblazer so với Fortuner đó là chiếc SUV nhà Chevrolet vẫn sử dụng công nghệ đèn chiếu sáng halogen thay vì bóng LED như đối thủ. Cả hai chiếc đều được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 18 inch đi kèm với bộ lốp 265-60R18.
Về nội thất, cả hai SUV đều được bố trí đầy đủ 7 chỗ ngồi với ghế ngồi bọc da cao cấp và bảng tablo được thiết kế hiện đại với các chi tiết bọc da, sơn mạ bạc. Nội thất của Fortuner nhấn mạnh đến sự sang trọng và tinh tế. Ngược lại, Trailblazer với những đường nét mạnh mẽ và thực dụng đậm chất Mỹ. Theo giới chuyên môn đánh giá, khu vực điều khiển của Fortuner được thiết kế đẹp mắt hơn và gọn gàng hơn so với Trailblazer, đặc biệt là vô lăng. Chevrolet Trailblazer được bố trí ghế ngồi theo phong cách ghế ngồi trong nhà hát, giúp tầm nhìn của hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba được bao quát hơn. Ngoài ra, hàng ghế thứ ba của Trailblazer có khả năng gập 50-50 nhằm tăng diện tích cho khoang chứa đồ. Cả hai xe đều được trang bị màn hình cảm ứng hỗ trợ các kết nối cơ bản như Bluetooth, AUX, USB. Ngoài ra, Chevrolet Trailblazer còn được trang bị thêm hệ thống kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Nếu so sánh về trang bị an toàn thì Toyota Fortuner thế hệ mới đã được nâng cấp khá nhiều so với thế hệ cũ, nhưng vẫn chưa là gì so với Chevrolet Trailblazer khi chỉ mới sở hữu những trang bị thuộc cơ bản hàng đầu phải có như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ lực phanh điện tử EBD. Ngược lại, Trailblazer được Chevrolet trang bị một loạt các tính năng an toàn hiện đại như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo chuyển làn, áp suất lốp, cảnh báo va chạm phía trước. Tuy nhiên, có một điểm yếu mà Trailblazer thua thiệt so với Fortuner khi chỉ mới trang bị 2 túi khí cho hàng ghế ngồi phía trước thay vì 7 túi khí, như Fortuner đã bao gồm cả túi khí rèm, túi khí hông và túi khí đầu gối. Nhưng ngược lại, Chevrolet Trailblazer có thể tự hào rằng với chìa khóa thông minh, chủ xe có thể khởi động xe từ một khoảng cách xa. Kết luận, Chevrolet Trailblazer có điểm mạnh về giá bán cũng như các trang bị đi kèm. Tuy nhiên, Toyota Fortuner vẫn luôn được khách hàng ưu tiên lựa chọn vì có giá trị thương hiệu cũng như điểm mạnh vô hình để giữ giá bán khi cần phải bán lại. Đây cũng được xem là một trong yếu tố quyết định của việc lựa chọn mua xe của khách hàng Việt Nam. Tuy vậy, cũng vì sự chậm trễ của mình trong việc cải tiến những trang bị cho xe mà Toyota Fortuner có thể sẽ mất một phần thị phần cho đối thủ mới của mình là Chevrolet Trailblazer. Các bạn đang xem video trên kênh Dazzle Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa đẹp mắt và sắc nét. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để ủng hộ cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.